Wow, cây hoa hồng đẹp quá cả nhà ơi. Và đây là hoa hồng ở Hàn Quốc, nở rất là đẹp và nở rộ như thế này. Đây chắc là cái giống hoa hồng khá là đắt tiền và của một cái nhà biệt thự họ trồng như thế này. Ngày hôm nay thì em cùng với chồng sẽ đi ăn uống và đi nghỉ ngơi một hôm, review đến mọi người một ngày đi chơi thật là vui vẻ của vợ chồng em nhé. Chồng sẽ đi chơi và đây là lần đầu tiên mà đi chơi bằng xe mới, và như mọi người thấy thì đằng sau vẫn còn lười chưa có bóc ni lông. Vợ chồng em thì sau khi lấy xe thì cũng chưa có dùng được nhiều, đa số là đi ra ruộng thì đi bằng cái xe bán tải, bằng cái xe tải. Và bây giờ thì đây là lần đầu tiên, ngày hôm nay sẽ đi ăn pizza và đi ra ngoài ngoài chơi. Thời tiết ngày hôm nay thì khá là đẹp, ở Hàn Quốc bây giờ nhiệt độ khoảng 25 cho tới 28 độ C. Và khi mà đi chơi thì sẽ khá là nắng rát ở bên ngoài nên là phải mang mũ. Ở Hàn Quốc thì những con đường dù là ở ngoài thành phố, họ cũng sẽ làm những cái đường đi bộ và đường đây là cho xe đạp đi riêng. Những cái đường nhỏ như thế này thì những người muốn tập thể dục này rồi đi xe đạp, đi dã ngoại rất là thoải mái và tự do và an toàn, không có sợ xe máy, không có sợ xe ô tô liên quan gì cả. Ở đây có những du khách thì họ đang cứ đi bộ ở đây đó, đi xe đạp nữa. Ở đây cũng có những trạm xe buýt này rồi trạm dừng chân. Ra những cái khu vực như thế này thì cảm giác rất là yên bình và thoải mái. Đi bộ hoặc là đi chơi cùng gia đình sẽ rất là thích hợp, đặc biệt là những cái thời tiết đẹp như thế này. Sau những cái dãy núi thì nó sẽ có những cái bóng râm như thế này rất là ok đúng không ạ? Rồi có những đôi vợ chồng già hay ra đây tập thể dục, rất là hạnh phúc. Cả nhà ơi, và bây giờ đã đến điểm hẹn để ăn trưa. Và đây là một nhà bán pizza. Ngày hôm nay thì thật sự ra ngoài rất là thoải mái, không khí thì rất là trong lành và khí hậu rất là tuyệt vời. Các bạn thấy em mặc bây giờ là một cái áo thun khá là mỏng và cũng không hề quá là nóng. Nhiệt độ ở đây 22 cho tới 25 độ C thôi. Và đằng sau đây có một con sông rất là đẹp. Nhìn cảnh ở trên này xuống thì sẽ thấy rất là thoáng đãng. Chồng em thì cũng lâu lắm rồi mới được đi chơi. Bình thường thì chỉ có ra ngoài rồi đi gọi ra ruộng, đi làm nông thôi. Và bên này còn có cả những cái dây đường cáp treo mà họ leo lên trên núi. Ở đây có một cái núi khá là nổi tiếng. Bên này cảnh khá là đẹp và bây giờ em đang ngồi ở trong nhà hàng đợi mọi người đến và sẽ gọi món. Ở đây là một quán pizza và ở đây thì menu rất là nhiều. Thường thì những món ăn ở đây thì một đĩa pizza là khoảng 19.000 won. Rồi có những cái combo 30.000 won rồi 16.000 won, rất là nhiều mọi người ạ. Quán ăn thì rất là rộng và bây giờ thì cũng chưa có khách. Đa số khách ở đây thì họ đặt bàn vào buổi trưa thì khoảng sau 11 rưỡi mới mở cửa đón khách. Bãi đỗ xe ở đây thì cũng có khoảng 5-7 chỗ đỗ thôi, cũng không phải quá là rộng. Tuy nhiên thì ở bên Hàn thì nếu mà muốn kinh doanh thì cái bãi đỗ xe rất là quan trọng. Người ta đi xe ô tô đến mà không có chỗ đỗ thì khá là phiền. Luật ở Hàn này đỗ xe cũng phải rất là tuân thủ, nếu không bị phạt khá là nặng. Ồ, 예쁘다. 모자 옆에 선생님이 만들어 주신 거예요. 와, 이거 잘 만든다. 아, 예쁘다. 젊어 보이죠? 본인이 노력한 어떤 거에 대해서 뭐라든지 어느 곳에 하면은 틀리겠죠. 그게 뭐가 있냐면은 한글로 진행하는 거예요. 딸 사람 많이 안 들어오는 거 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 사람 많이 안 애경이 별로 안 좋은데? 왜요? 진짜 소리가 안 나요. 뭔가 안 나요. 왜요?
지금 된다는 거 같아. 호불호가 있는 거야. 주목하면 안 되는 거야. 처음엔 따로 잘라. 잘라봐요. 중요한 거는 잘 잘랐습니다. 큼직하게 잘라주겠습니다. 많이 드세요. 자, 마지막에 이제 어려워요. 와. 와봐, 너무 예쁘다. 와, 인정 박물관. 진짜 여기 애들 그림 그리는 것 같다. 그림 노래가 재밌네. 가서 지금 접수해야 돼? Và bây giờ ra quán cà phê thì lại đến đây ngồi cà phê và ngắm cảnh mọi người ạ. Cảnh ở đây thì khá là yên tĩnh, cũng bên cạnh một dòng sông như thế này. Sông rất là lớn. Và ở đây thì có những cái khu vực công cộng dành cho người dân đến đây để dã ngoại, ngắm cảnh. Thường thì mọi người sẽ mang một cái chiếu rải ra và đến đây thì trẻ em có thể tự học vẽ, ngồi chơi. Ở bên kia thì có rất là nhiều người cắm trại. Chỗ này thì là miễn phí cho nên là gia đình nào đến tìm được chỗ nào thích hợp thì có thể ngồi và thưởng thức. Gió thổi rất là mát. Đây là những khu vực công cộng và dành cho những gia đình. Và lần đầu tiên em đến đây, thấy thật là tuyệt vời. Thực ra thì có rất nhiều chỗ đẹp và nhiều nơi lý tưởng để có thể đi chơi, tuy nhiên thì cũng không có thời gian đi nhiều. Nên là có rất là nhiều chỗ lần đầu tiên đến thì thấy rất là ngạc nhiên. Em tu. Ở ta là 미친년이야. 이게 여다 이제 기꺼이 위에다 꽂고 다니. 웃어 봐. Ở Hàn những cái phòng vẽ tranh như thế này rất là được ưa chuộng. Cả gia đình đưa con cái đến đây sau đó là ngồi tô tranh. Vẽ tranh. Và ngày hôm nay thì đã ăn uống rồi, uống cà phê xong rất là no say mọi người ạ. Nắng to, nhiệt độ bây giờ chắc cũng phải lên đến 30 độ C. Cũng có gió khá là mát. Và bây giờ lại đi về và lại ra ruộng làm việc tiếp. Trong những cái ngày làm việc vất vả thì cũng có những cái lúc nghỉ ngơi. Nghỉ rồi thì chúng ta lại chăm chỉ làm việc thôi. Và hôm nay thì đã rất là vui chia sẻ với mọi người một ngày đi ăn rất là vui vẻ, uống cà phê và thư giãn của vợ chồng em. Hy vọng mọi người like video và nhớ đăng ký kênh giúp em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.